cấp giấy phép lái xe cho người bệnh tâm thần, chuyện tưởng đùa mà lại là thật. Mới đây, thông tin công an thành phố Hà Nội ra soát và xác định hơn 3.000 người tâm thần có giấy phép lái xe đã lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Điều này khiến người dân vô cùng hoang mang lo lắng. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, chỉ khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, nhiều vấn đề nhức nhối về an toàn giao thông đã được đem ra mổ xẻ. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ ra rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức đạo đức, lái xe sử dụng rượu bia. Ngoài ra còn có, có vi phạm tốc độ, không chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông. Cũng theo Thứ trưởng Long, thực trạng quản lý cấp thu hồi giấy phép lái xe còn nhiều bất cập. Đặc biệt một thực tế đáng lo ngại là nhiều người bị mắc bệnh tâm thần và tiền sử bị bệnh tâm thần vẫn được cấp phép lái xe. Thứ trưởng Long nêu, Thông qua thống kê của lực lượng công an, tính đến tháng 12 năm 2021, có đến 2.759 người mắc bệnh tâm thần và tiền sử bệnh tâm thần được cấp 2 815 giấy phép lái xe các hạng. Thứ trưởng Long báo cáo tại hội nghị, đây là một trong những tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, điển hình là vụ tai nạn ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại An Nhơn, Bình Định. Do đối tượng là người đang theo dõi sức khỏe tâm thần tại cộng đồng điều khiển xe container gây tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 15 người. Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thường xảy ra vào khung thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Từng Trung cũng cho biết các vụ tai nạn tại quốc lộ chiếm 55,56%, nguyên nhân ban đầu chủ yếu là đi không đúng phần đường, làn đường quy định, không chú ý quan sát, sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nói: trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 21.500 trường hợp vi phạm quá trọng tải, hơn 850 trường hợp dương tính ma túy, gần 104.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 140.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Trong khi đó muốn giải quyết tốt nhất vấn đề này, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì phải có sự vào cuộc của các ngành, các địa phương nhằm tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa. Thiếu tướng Trung cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo. Tướng Trung nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông và ngành y tế phối hợp quản lý lái xe, kiểm tra kỹ hồ sơ học lái xe, giấy khám sức khỏe để phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng chất ma túy, lái xe mắc bệnh tâm thần, không đủ điều kiện lái xe để có biện pháp thu hồi giấy phép lái xe. Sau khi vấn đề về 3.000 bệnh nhân tâm thần được đưa ra, cơ quan chức năng cũng đã đưa rất nhiều biện pháp đã được đưa ra để khắc phục. Tin chắc rằng tình trạng bệnh nhân tâm thần được cấp giấy phép lái xe nhanh chóng được giải quyết, người dân không nên lo no lắng, sợ hãi, hãy yên tâm khi tham gia giao thông.